Thưa quý vị, lở đất từ đồi đến bờ sông, hai người chết, hàng chục nhà hư hại. Thiên tai xảy ra đều khắp tại nhiều vùng ở Việt Nam chỉ sau mấy tuần lễ bước vào mùa mưa gió. Tại tỉnh Hà Giang, rạng sáng ngày 7 tháng 6 năm 2014, đợt mưa kéo dài trút xuống khu vực tỉnh lỵ làm đất đồi sạt lở đột ngột, đè sập một căn nhà tọa lạc tại phường Quang Trung, thành phố Hà Giang và một chiếc xe hơi đậu trong sân. Báo Việt Nam Plus cho biết, chủ nhà là ông Nguyễn Văn Chức, 49 tuổi và con trai là bé Nguyễn Nhật Minh, 3 tuổi, bị đất đá đè chết ngay tại chỗ khi đang ngủ say. Vợ của ông Chức bị thương nặng. Tại tỉnh Hậu Giang, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày 7 tháng 6 năm 2014, đất bờ sông Hậu sụp lở cuốn theo 7 căn nhà thuộc xã Phụng Hiệp. Theo báo Tuổi Trẻ, đoạn sụp lở dài 35 mét, sâu vào đất liền khoảng 4 mét. 8 căn nhà nằm trên đoạn sụp lở này, cạnh các căn nhà trên cũng đã bắt đầu nghiêng, lún, có nguy cơ đổ nhào xuống sông bất cứ lúc nào. Một cư dân tên Trần Anh Dũng nói rằng, nhà của ông bị nứt mấy ngày trước mà ông không biết là dấu hiệu cho thấy đất sắp sạt lở. Ông chưa kịp vá sữa đường nứt thì căn nhà đã nhào hết xuống sông.